Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tập trung đẩy mạnh công tác thu dọn cây xanh gãy đổ trên địa bàn các quận nội thành, chính quyền địa phương phường Giảng Võ đã cùng với lực lượng chức năng và đông đảo người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Ngay từ sáng sớm, công tác triển khai thu gom dọn dẹp đã được tiến hành trên khắp các con đường tuyến ngõ. Mỗi người một việc, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi được cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa này, bởi đây là việc làm mang lại nhiều lợi ích cho chính cuộc sống của những người dân hiện đang sinh sống tại nơi đây. Cây xanh bị gãy đổ và rác thải đã được nhanh chóng thu gom để vận chuyển đến các điểm tập kết. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai với quyết tâm cao, đang từng bước làm sạch môi trường sống, diện mạo đô thị cũng trở nên sáng xanh, sạch đẹp hơn. Sự chung tay góp sức của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết cùng thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại.